Ninh Bình, vùng đất cố đô Hoa Lư hào hùng, anh dũng trong đấu tranh chống thủ trong giặc ngoài, thống nhất Giang Sơn. Ninh Bình nay đang vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước đẹp giàu. Đồng hành cùng sự đi lên của quê hương đất nước, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình cũng ngày càng lớn mạnh với sự chung sức đồng lòng, đóng góp của các thế hệ cán bộ trong suốt 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Tháng 1 năm 1956, Đài Truyền thanh Phát Diệm, tiền thân của Đài Truyền thanh Ninh Bình, được thành lập với một máy tăng âm công suất 100W, 4 loa 25W. Hoạt động của đài khi ấy đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân chống di cư vào Nam, tin và đi theo Đảng. Ngày 2 tháng 9 năm 1957, Đài Truyền thanh tỉnh Ninh Bình khai trương, đánh dấu sự ra đời của cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình. Đài lúc đó chỉ có 3 nhân viên với trang thiết bị còn thô sơ, gồm 2 máy tăng âm 150W, 6 loa công suất 25W. Nhưng các chương trình đã phản ánh, cổ vũ và động viên các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến. Giai đoạn 1966-1975 ghi nhận sự phát triển rực rỡ của sự nghiệp truyền thanh Ninh Bình. Trong đó nổi bật là từ năm 1971, đài đã bắt đầu phát sóng ngắn FM kết hợp với truyền tín hiệu bằng dây dẫn xuống địa bàn các huyện trong tỉnh. Với thành tích này, đài đã được Tổng cục Thông tin suy tôn là đơn vị lá cờ đầu miền Bắc về truyền thanh hóa 4 cấp trong toàn tỉnh và vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vào năm 1973. Năm 1976, thực hiện chủ trương của Trung ương hợp nhất hai tỉnh Ninh Bình và Nam Hà, Đài Phát thanh Ninh Bình cũng được sáp nhập với Đài Phát thanh Nam Hà thành Đài Phát thanh Hà Nam Ninh. Đến năm 1988, truyền hình Hà Nam Ninh bắt đầu phát sóng. Đài cũng được đổi tên thành Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam Ninh. Năm 1992, sau 16 năm sáp nhập, tỉnh Ninh Bình được tái lập. Ngày 22 tháng 4 năm 1992, Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định số 14 thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, đánh dấu một bước phát triển mới của đài. 5 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1992, chương trình phát thanh đầu tiên của tỉnh Ninh Bình tái lập được phát sóng. Đây là Đài Phát thanh Ninh Bình. Khi ấy hệ thống thiết bị chỉ gồm 3 máy ghi âm chuyên dụng, bàn trộn âm, tăng âm, loa, máy phát sóng FM 100W, nhưng đã sản xuất 3 chương trình mỗi ngày với tổng thời lượng 45 phút. 3 tháng sau đó, máy phát sóng phát thanh FM 500W thay thế máy 100W, giúp diện phủ sóng của đài được mở rộng lên 75% địa bàn dân cư. 19 giờ 45 phút ngày 16 tháng 7 năm 1992, chương trình truyền hình đầu tiên của đài được phát sóng. Lúc đó chỉ có một máy phát hình công suất 150W, cột anten dã chiến cao 40m, mỗi tuần sản xuất 2 chương trình, thời lượng 45 phút, diện phủ sóng chỉ trong phạm vi thị xã Ninh Bình và một số xã lân cận thuộc huyện Hoa Lư, nhưng công chúng rất phấn khởi. Giai đoạn 1992-1999 ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình của đài. Cuối năm 1992, đài dựng xong cột anten tự đứng cao 64m, thay thế cho anten dã chiến và lắp đặt máy phát hình 1kW do hãng NEC Nhật Bản sản xuất, thay thế máy phát hình 150W do Việt Nam sản xuất. Diện phủ sóng của đài là 95% địa bàn dân cư trong tỉnh và sản xuất chương trình ở hầu hết các ngày trong tuần. Cũng thời điểm này, truyền hình được bổ sung thiết bị như camera M7 và một hệ thống dựng hình GVC, VHS để tăng cường năng lực sản xuất truyền hình.
Năm 1996, đài chuyển đổi tiêu chuẩn sản xuất chương trình truyền hình trên băng từ sử dụng băng SVHS và đến năm 2004 là băng Betacam. Với những đóng góp quan trọng trong giai đoạn này, đài được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 1997. Tháng 6 năm 1999, được sự tài trợ của tổ chức SIDA Thụy Điển, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước được chuyển giao công nghệ làm phát thanh hiện đại. Theo đó, chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống là ghi vào băng từ sang công nghệ phát thanh trực tiếp, biên tập âm thanh trên máy vi tính, thời lượng và chất lượng các chương trình phát thanh được nâng lên rõ rệt, nguồn thông tin hai chiều được đảm bảo. Cũng trong năm này, đài đầu tư máy phát hình Toshiba công suất 5 kW phát sóng VTV3. Năm 2000, đài được tỉnh đầu tư xây dựng khu trung tâm kỹ thuật và nhà phát sóng. Năm 2002, đài truyền hình Việt Nam đầu tư thêm một máy phát hình 5 kW kênh 27 với anten tự đứng cao 125m. Và từ đây, đài Ninh Bình có khả năng tiếp 3 kênh của truyền hình Việt Nam và có kênh riêng cho chương trình địa phương. Cũng trong năm này, đài vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Năm 2008, đài sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ mới. Theo đó, từ 6 phòng ban, đài tổ chức lại thành 9 phòng ban. Cũng trong năm này, đài sản xuất và phát sóng chương trình thời sự tối và bản tin thời sự trưa tất cả các ngày trong tuần. Năm 2010, đài chuyển đổi từ sản xuất công nghệ tương tự analog sang công nghệ số digital. Với việc đầu tư server lưu trữ trung tâm, hệ thống truyền mạch mạng, các bộ dựng hình kỹ thuật số và phát sóng chương trình truyền hình. Với công nghệ này, từ đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đã có một bước tiến dài trong việc cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng chương trình theo hướng số hóa. Năm 2011 được đánh dấu là năm đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức các chương trình truyền hình. Tổng thời lượng phát sóng các chương trình truyền hình được nâng lên 18 giờ một ngày với các chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục, các chương trình giải trí. Trong năm, sản xuất được 10 format chương trình mới, trong đó có những format thể hiện dưới hình thức mới được khán giả đón nhận như Đất và Người Hoa Lư, Chuyện Thoát Nghèo, Kể Chuyện Cùng Bé. Ngày 21 tháng 9 năm 2012, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành, kênh truyền hình Ninh Bình đã chính thức được phát sóng qua vệ tinh Vinasat 1, truyền hình cáp SCTV. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành và mở rộng không gian hoạt động và tầm ảnh hưởng của NBTV tới đông đảo khán thính giả trong và ngoài tỉnh. Năm 2012 cũng là năm đài vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Ngày 21 tháng 6 năm 2014, trang thông tin tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình chính thức ra mắt độc giả. Người dân Ninh Bình có thêm một kênh thông tin để cập nhật tin tức trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Đến nay, sau hơn 3 năm hoạt động ổn định, đã thu hút được hơn 2 triệu 200.000 lượt truy cập. Năm 2016, đài thực hiện chuyển đổi công nghệ sản xuất từ analog sang kỹ thuật số. Tháng 4 năm 2016, thực hiện chuyển đổi phát sóng kênh truyền hình Ninh Bình từ khung hình 43 sang khung hình 16:9. Và đến tháng 6 năm 2016, sản xuất toàn bộ chương trình truyền hình bằng tiêu chuẩn HD. Năm
Năm 2017 là năm đài cho ra mắt nhiều chương trình mới được khán giả đánh giá cao, như chương trình Cố đô ngày mới phát sóng 6 giờ sáng hàng ngày với nhiều thông tin hấp dẫn. Mục Vì chất lượng cuộc sống với các phóng sự điều tra về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Chương trình Phát triển bền vững với những góc nhìn đa chiều của các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là tổ chức thành công liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Ninh Bình, giải Sao Mai năm 2017. Cũng thời điểm này, kênh truyền hình Ninh Bình tiêu chuẩn HD được phát sóng trên truyền hình cáp số của VTV Cáp. Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đã có bước phát triển vượt bậc. Với 5 bản tin thời sự trong ngày, những chuyên đề chuyên mục chính luận đã mang đến cho khán giả những thông tin phong phú hấp dẫn, được cập nhật liên tục về các vấn đề trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Chương trình khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, thể thao giải trí hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa của đất và người cố đô hơn 1.000 năm lịch sử. Các chương trình phim truyện với 8 khung giờ thể loại khác nhau đã mang đến cho khán giả những phút giây hồi hộp và thư giãn. Bằng nhiều phương thức truyền dẫn và phát sóng khác nhau, hiện nay truyền hình Ninh Bình đã phát sóng trên vệ tinh Vinasat 1, truyền hình các kỹ thuật số của VTV, SCTV, truyền hình Internet của MyTV, Viettel, FPT. Với truyền thống, nội lực và sự quyết tâm, bằng tinh thần năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, những người làm phát thanh truyền hình Ninh Bình đang nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm trước công chúng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển, văn minh. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, kênh sóng địa phương, tầm nhìn quốc gia, hiện đại, đổi mới và phát triển cùng quê hương đất nước.